Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại thì Duy đang đứng ngay tại cái pop-up showroom của Mercedes-Benz Cần Thơ, thì nằm cạnh ngay siêu thị Lotte Mart đường Mậu Thân. Thì với cái pop-up showroom lần này thì Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy muốn mang đến những cái mẫu xe sang, những cái mẫu xe mới nhất của Mercedes-Benz tiếp cận gần hơn đến với những khách hàng của khu vực miền Tây này. Đó thì dự kiến là trong đầu năm sau thì Mercedes-Benz Duy sẽ coi như là có thêm một cái showroom nữa. Đó thì có đầy đủ những cái dịch vụ về bảo trì, bảo hành với những cái quy mô lớn. Đó thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy đi vào bên trong cái pop-up showroom này, rất là nhỏ nhắn nhưng mà rất là sang trọng luôn. Đó thì vị trí ở đây thì các bạn thấy rồi, nó nằm bên cạnh ngay siêu thị Lotte Mart thì nó rất là đẹp, và khách hàng có thể đến đây vừa đi siêu thị và có thể ghé ngang xem xe, cũng như là ở đây thì các bạn biết rồi, đậu xe rất là thoải mái luôn ha, dọc đường đậu ở đây và có thể đậu bên cạnh đây nữa. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy đi vào bên trong cái showroom này nha. Ở đây khu vực này thì bên Duy có trưng bày một chiếc xe ha. Đây là cái chiếc xe E180 màu đỏ Duy đang để ở đây. Đó, và một cái mẫu xe mà coi như là Duy nghĩ là khách hàng ở khu vực miền Tây này mình cực kỳ thích luôn. Đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic. Đó, thì với chiếc xe GLC 200 Formatic này là chiếc xe có thể nói là gánh cho doanh số của Mercedes-Benz luôn. Ha, ok, bây giờ Duy mời cameraman vô phòng luôn nha. Ở đây thì bên Duy có trưng bày một cái chiếc xe Y thì để trong trong phòng. Ha, chiếc Y này là Y200 Exclusive. Ok, đây ở đây nha. Ở đây thì có cái khu vực là quầy nước cũng như là bánh trái cho khách hàng khi mà đến xem xe cũng như là thưởng lãm những dòng xe của Mercedes-Benz, thì có thể là dùng bánh ngọt hoặc là dùng nước ở đây luôn ha, rất là dễ thương. Ok, và một cái view coi như là cực kỳ đẹp và cực kỳ lý tưởng luôn ha. Buổi chiều tối thì có thể là lên trên ngồi uống cà phê ở đây. Ok, bây giờ Duy mời các bạn lên trên lầu nha. Vị trí này rất là đẹp luôn. À, các bạn thấy không? Khi mà ngồi ở đây mà xem xe rồi uống cà phê và trao đổi về những chiếc xe Mercedes-Benz thì thật là một điều rất là lý tưởng luôn. Ok, mời các bạn qua đây nha. À, thì ở bên trong này thì còn có một cái phòng nữa ha. Cái phòng này là giống như là một cái phòng mà để chốt deal, một cái phòng mà có thể nói là phòng VIP luôn á. Thì ở đây có một cái bàn á, ở trong phòng kính này thì các bạn có thể là nhìn toàn cảnh cái view của mặt tiền đường Mậu Thân nè, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn, rất là lý tưởng. À, phía sau này thì có cái background là chiếc xe AMG GT. À, một chiếc xe thể thao thật thù của Mercedes-Benz. À, rất là đẹp. Thật sự đây là lần đầu tiên mà Duy đến đây, nhưng mà Duy nghĩ là cái pop-up showroom thì nó cũng chỉ là một cái quầy rất là nhỏ thôi, nhưng mà thật sự với cái thiết kế này thì Duy thấy cực kỳ thích luôn. Đó, ở đây thì có một cái quầy lễ tân nè, thì Duy nghĩ chỗ này là sẽ là để phục vụ nước cho khách hàng khu vực ngồi ở đây. À, rất là dễ thương. Buổi chiều tối mà lên đây uống cà phê rồi ngắm xe rồi Duy nghĩ là rất là lý tưởng, rất là mát luôn. Và một cái điều cuối cùng trong video clip này thì Duy muốn gửi đến cho tất cả các anh chị và các bạn là nếu mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu quan tâm đến một mẫu xe nào của Mercedes-Benz thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại là
0914653979, hoặc các anh chị có thể đến trực tiếp cái showroom Mercedes-Benz tại Cần Thơ để mà chọn cho mình một mẫu xe. Và Di đảm bảo với các anh chị và các bạn luôn, bên Di sẽ có một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho những anh chị và các bạn có hộ khẩu tại các tỉnh thuộc miền Tây này đó, và dành riêng cho các anh chị thôi đó. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng hoặc là showroom Mercedes-Benz tại Cần Thơ. Ok các bạn.